Thế con gì bây giờ ta? Ơi đi bây giờ đi con gì nha? Ai ra Ê già. ghép Con cờ đen. Chị xong phát nổ trụ nhắn luôn. Tại Facebook nó hiện tin nhắn. Thế á? Ôi chị tưởng là chị bị đi lấy. đánh đi. Mày thấy chị có được đi mid đâu? À chị có được đi AD đâu? Mà mày bảo đi kêu con gì cũng được. Mày thấy chị có được đi AD đâu mày? Vai cả 1 phút ạ. À. Sao chị hiện ở trên Facebook của chị là nó để là 1 giây nhỉ? Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tân. Kìa. Mình đang đi cái buộc. Ô kìa. Chọt cái chết cả đôi kìa. Ui. Khiếp. Muốn oai nghiệp. Cái gì đấy? Đi với tính biết cái rừng đi. Anh ấy trên cơ ra đây nó mà. Sao đừng nghiêng cho nó giết, anh nghiệp lên mua cũng chết theo. Này vừa ra thất thủ nha. Mẹ tí chết luôn.